và chúng ta cùng đến với đội hình ra sân của Hà Nội Buffalo ở trong trận đấu này. Trong đó có 5 cầu thủ, đó là số 7 Nguyễn Tiến Dương, số 23 Đinh Thanh Tâm, số 25 Russell Smith, số 30 đó là Nguyễn Huy Hoàng và số 44 Anthony January. Về phía Hồ Chí Minh City Wing, đội hình ra quân bao gồm số 1 Vincent Nguyễn, số 12 Thái Nam, số 18 Jeremy Smith, số 25 Amir Williams và số 98 Trần Văn Trung. Mọi người đều đang rất mong chờ những giây phút đầu tiên của trận đấu. Và như vậy trận đấu đã bắt đầu. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Tiến Dương, một pha 3 điểm của Tiến Dương. 3 điểm tính cho Tiến Dương. Bóng trong tay của Huy Hoàng. Một pha 3 điểm của Huy Hoàng. 3 điểm tính cho Hà Nội Buffalo sau pha ra tay của cầu thủ trẻ mang áo số 30 Huy Hoàng. Russell Smith, bóng không đi vào rổ. Một pha lên rổ hơi yếu lực của Russell Smith. Và đây là Jeremy Smith. Một pha đăng rổ vô cùng đẹp mắt đến từ Jeremy Smith. Chiến lược tốt trước Buffalo và lại là một tình huống như vậy. Jeremy Smith, 6 điểm liên tiếp cho Jeremy Smith với một kịch bản vô cùng giống nhau, rất quen thuộc và rõ ràng. Bên phía Hà Nội Buffalo sẽ cần phải có sự điều chỉnh của huấn luyện viên Erik Rashad. Bóng trong tay của Jeremy Smith. Rất hay, Tân Hải Đăng. Đường truyền cho Amir Williams, một pha tổ chức tấn công với tốc độ rất cao và độ chính xác là tuyệt đối của các cầu thủ áo xanh. January, Đinh Thanh Tâm. January quyết định đến 3 điểm. 3 điểm tính cho January. Và Jeremy Smith của Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith được truyền cho Vincent Nguyễn. Và đó là pha ném 3 thành công của Vincent Nguyễn. Đã có 6 thành viên của City Wings ghi điểm rồi, trong khi con số của Buffalo là 4. Amir Williams đang đứng rất cao. Tiếp tục là Vincent, một pha 3 điểm của Vincent. 3 điểm tính cho Vincent Nguyễn. Vẫn là form ném đó. Đường truyền của Huy Hoàng là rất thông minh, tuy nhiên thì Minh Hiếu đã không bắt được. Amir Williams, một pha đăng rổ rất đẹp mắt đến từ Amir Williams. Tiến Dương. Huy Hoàng quyết định ném 3 điểm đến từ vị trí của Huy Hoàng và 3 điểm tính cho Huy Hoàng. Amir Williams đối đầu với January. Bị block rồi, block đến từ vị trí của January. Vẫn tiếp tục. Tuy nhiên là một steal đến từ Russell Smith. Rất nhanh, Tiến Dương. 2 điểm tính cho Tiến Dương. Một pha phối hợp rất đẹp mắt đến từ Russell Smith và Tiến Dương. Amir Williams, ý tưởng là hay, tuy nhiên thì hiện tại lại không bắt được bóng. Đinh Thanh Tâm. Russell Smith. Quá tuyệt vời đến từ vị trí của Russell Smith. Vẫn đang là những pha luân chuyển bóng của các cầu thủ áo trắng. Huy Hoàng cơ hội để ném 3 từ góc công độ. Và tiếp tục là cú ném 3 tuyệt vời tới từ Nguyễn Huy Hoàng. Tỷ số đang là 34-42. Tiến Dương tranh chấp rất tốt với Vincent Nguyễn. Và Tiến Dương cũng đang cho thấy là đội bóng của mình có được sự tự tin cao đến như thế nào. Vincent Nguyễn góc không độ, bóng trắng rổ đi ra ngoài. Tuy nhiên thì Sagan Chase cũng không thành công. Amir Williams, 2 điểm tính cho Hồ Chí Minh City Wing. Có lẽ sẽ là một tình huống. Đinh Thanh Tâm, 3 điểm tính cho Đinh Thanh Tâm. Quá đẹp mắt đến từ vị trí của Tâm Đình. 48-40, một cái chào rất gentleman của Đinh Thanh Tâm. Đấy là lý do vì sao mà Tâm Đình có biệt danh là Mr. Clutch. Russell Smith quyết định ném trung bình đến từ vị trí của Russell Smith. Một cú ném từ khá xa, sát vạch 3 điểm. Jeremy Smith đối mặt với January, rất tự tin đến từ vị trí của Jeremy Smith. Jeremy Smith đối mặt với Huy Hoàng, bật rất cao. 2 điểm tính cho Jeremy Smith. Huy Hoàng và Tiến Dương đang là hai cầu thủ nội bình thi đấu rất nổi bật của Hà Nội Buffalo. Lại ném bạc và tiếp tục có thêm 3 điểm nữa cho Nguyễn Huy Hoàng. Phản công nhanh cho Hà Nội Buffalo. Russell Smith, January. Rất khó để chuyền trong tình huống vừa rồi. Trời rất nỗ lực đến từ vị trí của Nguyễn Tiến Dương. January. 2 điểm tính cho January. Công việc còn lại của Anthony January là tương đối đơn giản. Kick ra dành cho Jeremy Smith. 3 điểm của Jeremy Smith. Vẫn là Jeremy Smith. January. 2 điểm tính cho January.
Tháng 1 đã ngủ dậy rồi. Quyết định là pha ISO và hai điểm tính cho Russo Smith. Và đây là cơ hội tấn công tiếp theo cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings khi mà Hà Nội Buffalo đang có đôi chút mất tập trung. Ngay sau đó là Nguyễn Tiến Dương với một pha steal cực kỳ khôn ngoan trong một khoảnh khắc thiếu đi sự cảnh giác tới từ Emil Williams. Trần Văn Trung, 3 điểm cho Trần Văn Trung. Có đến 3 cầu thủ sẵn sàng ốp vào vị trí của Amir William. Một pha ném 3 điểm của Trần Văn Trung. Trần Văn Trung đang nóng răng lắm rồi. Tô Ngọc Khánh lên rổ không thành công. Tuy nhiên steal là rất khéo léo đến từ vị trí của Tô Ngọc Khánh. Block rất đẹp đến từ vị trí của Amir William. William đã từ chối pha húc rổ của Russell Smith và đây là Jeremy Smith. Vincent Nguyễn. 3 điểm tính cho vị trí của Bùi Anh Khoa. Russell Smith, Huy Hoàng, đến 3 điểm tính cho Huy Hoàng. Trời ơi, Huy Hoàng, Đinh Thanh Tâm, 3 điểm tính cho Tâm Đình. Huy Hoàng đã thực hiện thành công đến 6/10 cú ném 3 điểm, một hiệu suất vô cùng khủng khiếp đến từ vị trí của Huy Hoàng và 2 điểm tính cho January. 12 giây. Vincent Nguyễn, cú ném 3 không thành công. 4 giây, 3 giây, 2 giây. Và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Hà Nội Buffalo với tỷ số là 89-81. Một trận đấu vô cùng mãn nhãn và rất hay đến từ vị trí của cả hai đội. Tuy nhiên thì Hồ Chí Minh City Wings còn phải làm rất nhiều điều nếu như họ muốn có một kết quả khả quan hơn. Và xin được chúc mừng các cầu thủ Châu Thủ Đô với chiến thắng ngày hôm nay.